Ok, hello cho người, chào mừng người đã quay trở lại với channel của mình. Mọi người đã hát hôm nay mình sẽ chơi Minecraft Crash Landing. Thì ở tập trước chúng ta đã cùng nhau làm được bộ dụng cụ màu hường năm tính. Thì trước khi mà quay tập này thì mình đã có ngoài kia sang bằng với một cái đồi, và kết quả là mình được hai cấp cái excavator và lên cấp một cái này. Thì nó sẽ từ reinforce 4 lên reinforce 5 là skill level là Grand Master. Thì mình cũng dùng cái cây mắt tóc này để mình quạt nó nhiều quá, mình đập gỗ không đủ, không không được, nó nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ dùng cái này mình đập cái này, nó cũng lên cấp nè. Đập cái này là cái gì ta? Mía, đúng rồi, mía. Thì cái này của mình nó đào khá là nhanh cho nên là khá là bất tiện nha. Giờ mình cần phải coi coi. Oh shit, ở đây hả? Ok, rồi chơi luôn. Thì mình cũng đã mở rộng cái nhà của mình ra như thế này. Tuy rằng là nó hơi xấu một tí nhưng mà vì công việc nên là phải vậy thôi. Ok, mình sẽ đặt cái này ở đây. Rồi tắt bớt đi, ngủ tí đã. Ủa, hết nước rồi kìa, nhanh thế, mình mới vừa châm nước vô mà. Hết nước rồi, fuck. À đúng rồi, mình còn dời cái nước qua đây nữa. Thì bây giờ what, cái này chưa chỉnh thành output nè. Đó, mình đó cũng sẽ setup lại cái này nhìn cho nó đẹp đẽ một tí. Đó, thì cái tấm này nè là kiểu như là nó nằm rỗng ở giữa. Thì nếu như các bạn nào không biết thì chúng ta sẽ lấy cái cover, chúng ta xếp thành một cái vòng thế nào ta, một cái vòng đâu rồi, cái cover mình không có nhưng mà mình sẽ lấy đệm đỡ đá mình làm thử. Chúng ta cần 8 cái vòng, sau đó chúng ta lắp như thế này đó, thì nó sẽ tạo là ra cái cover mà rỗng ở giữa. Thì chúng ta đặt vào đây mới có thể cho nước vô được. Ok, rồi cho nước vào. Ok, giờ mình sẽ để một cái rương nước ở đây đi. Làm thêm cái nữa, giờ đồ mình nhiều, không có sợ thiếu cái gì nữa hết. Ok, rồi mình sẽ cho cái này ở đây, và mình sẽ thay hết cái đống này thành cái room. Thì room thì nó sẽ chứa được nhiều hơn. Bây giờ mình có đủ nguyên liệu để mình làm hết tất cả rồi, chả sợ bố con nào nữa. Room đây, motion in room, không phải blue room. Ủa đây, room chúng ta cần có stone pearl và mấy cái này, cái cũng khá là nhiều. Thôi giờ mình sẽ phải đi kiếm một cái lò nung. Lò nung đây, rồi mình sẽ setup ở đây một cái để có thể tiện lợi nung luôn. Đây nào, ở đây. Ok, ta sẽ nung cái này đúng không, nung đá, nung đá ở đây một tách. Không, mình bật cái máy này lên nữa, nhiều thiệt á. Quăng vô đây cho nó nung hết một stack đó luôn. Thì chúng ta sẽ có thể có được khá là nhiều đá. Thì trước khi mà mình quay thì chúng ta ngồi mình cái lúc như thế này mình làm cho nó, à đúng rồi, mình có lọc một đống bụi ở ngoài đó đó,
Ở đây mình sẽ để cho các bạn coi là nó nhiều bụi tới cỡ nào. Chưa đâu, cái này là do là nó đầy rương nên là mình bỏ vô bớt vô đây một ít rồi đó. Chứ một cái núi đó là cỡ bao nhiêu ta, mình đào hơn 20 phút á, mà dùng cái xẻng này kết hợp với cái cây này. Rồi thì mình sẽ cho các bạn coi cách sửa cái dụng cụ này. Thì sửa nó như sau, các bạn cần có một cái alumi ingot đây, các bạn dùng cái tool force sửa như bình thường thôi đó, bỏ vào đây thì cái này sửa được rất là nhiều. Đấy, các bạn nghe thấy thì ok, mấy cái dụng cụ mà cùi cùi này thì nó sửa rất là nhanh, nhưng mà mấy cái dụng cụ mà xịn xịn đó nó sửa lâu kinh dị luôn. Ok, thì bây giờ mình không có muốn cái thôi xịt này nữa, tại vì khi mà để cái này vô thì nó cứ chớp 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 thì hiệu suất nó rất là ít, cho nên là mình sẽ làm một cái nữa. Và ngoài ra thì mình sẽ làm thêm một cái bỏ dưới này nữa, một cái ở đây và một cái nằm ở đây. Thì để làm được thì chúng ta cần có cái ingot này nè. Bây giờ mình sẽ phải nung cỡ này đi. Ok, rồi sau khi nung xong thì nó sẽ tự động nó truyền vào đây hết. Bây giờ mình cần một cái flute này nè, flute cái mà dùng cái ống truyền chất lỏng á. Chúng ta có thể làm cái hạt glass cũng được, hoặc là chúng ta làm cái ống này đi, copper với lead, copper với lead. Cảm giác là easy. 4 thì mình cần có 8. Ok, nó hơi bị nhiều vậy, thôi làm một cái thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ cất cái đống này vào, sau đó thì mình sẽ phải làm thêm một số cái pneumatic, cái này nè. Thì cái này cần redstone rồi ferric bridge rồi glass. Ok, bây giờ mình cần đập một ít cái này ra thành gọi là thành cát luôn á. 48 44 36, ok, 32. Rồi sẽ lấy một cây búa ở đây, thì mình phải làm thêm búa tại vì nó đập rất là nhanh, mau hết lắm. Và lý do mình bích cái này lại hồi nãy mình chui vô đây cái mình chết luôn. Cái là mình phải vô mình lắp nó lại như thế này để có gì không có tai nạn xảy ra lần nữa. Nhiều khi cái máy xây mạng của mình nó chưa xong cái nó chết cái delete vợt luôn, cái đó mới khổ đó. Ô, cái này nó đập chậm kinh dị luôn chứ. Ok, thôi đập nó ra sàn rồi. Bây giờ cái này ok, 30 cục này chắc là đủ rồi ha. Cái rum 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 thì làm từ sắt. Cái này thì cái gì
Giờ chúng ta cần phải đi lấy cái slab. Mình còn cái slab trong này nè, hai cái. Ok, một hai rồi, hai cái room. Sau đó chúng ta sẽ đi lấy sắt sắt này, cái đủ không ta? Không đủ đâu, thêm cái nữa. Một hai ba bốn, ok rồi, bơm thiếu sắt nữa, 6 cái. Ok, chúng ta đã có hai cái room. Thì cái này sẽ giúp chúng ta chứa được nhiều nước hơn. Chứ công dụng của nó thì vẫn như nhau thôi. Không chứa được hai chất lỏng đâu. Cho cái này vào. Đó thì nhét cái cây này vào. Ok. À, mình đói rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một ít cái cheeseburger ăn. Để làm được chúng ta cần có bánh mì. Bây giờ mà nấu bánh mì tới chừng nào mới xong trời. Ok, mình sẽ làm một cái sốt táo mình ăn trước. Cái này 10. Ok. Sau đó là salad. Ok. Để coi cái này. Mình cần thịt mới làm được. Hamburger, cheeseburger. Cái này thì cần thịt sống mà mình không biết kiếm thịt sống ở đâu hết. Thì để bữa nào mình kiếm được cách làm thịt sống mà mình sẽ quay video hướng dẫn mọi người luôn. À, cutting board. Cái này cho cái này vô, ăn cái này. Ok, đã ăn cái này nè, bù cái này vô rồi. Giờ chúng ta sẽ giải quyết cái đống này. Oh shit, đi ngủ. Ok, sáng rồi, chúng ta cần lấy cái này ra, xong rồi cho cái room này lên. Mình thấy ngộ một điều là ban đầu cái này nó lại là màu đen, xong rồi hồi nữa nó sẽ thành màu xanh, không biết tại sao nữa. Có thể là do lỗi game hoặc là cái người làm ra cái mod này muốn nó như vậy. Rất rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Thì nếu như các bạn dùng cúp mà các bạn đập á, thì nó sẽ mất hết cái nguyên liệu ở trong luôn nha. Còn nếu như mà các bạn mà dùng cái cây này thì nó sẽ còn nguyên liệu ở trong. Cái còn bây giờ thì cho đống này vào. Ok. Sao nhiều quá vậy? Ủa sao còn 5 bình nữa? Ok. Rồi. Giờ mình cần một cái bình, một cái barrel nữa. Hai cái, hai với một là 7 cái nữa là 9 cái. Ok. Hai cái này với một cái slab. Để làm một cái barrel nữa. Đây. Rồi, cái barrel này sẽ làm gì? Thì cái barrel này sẽ thay thế cho cái này. Này sẽ mình đặt đây. Shit. Đặt lên. Rồi đó. Nhanh lắm. Cái này chúng ta sẽ cho vào đây. Nó sẽ truyền cái này xuống để cung cấp đá cho cái này. Cái này sẽ bơm tiếp tục bơm lava vào. Khi đó chúng ta sẽ không còn phải lo nữa. 40 cái này. Ok, ngon. Nó sẽ lấy khoảng 7 cái để làm thêm một cái lò đựng nữa.
Rồi. Nhà nào, nhà nào, nhà nào. Ok, chúng ta cần một cái menu. Bill. Đọc sao mình cũng chả nhớ nữa. Lấy hết ra đi. Cái này. What? À, thiếu đá đỏ. Redstone đây. Ok, mình có 16 cái hả? Mình chỉ lấy khoảng cỡ 5 cái thôi. Rồi. Giờ mình sẽ phải bỏ thêm vô cho nó nấu thêm đi. Ít quá. Ok, thì mình đã nghiên cứu rồi. Cái này sau khi đập ra thì nó sẽ không mất. Nếu chúng ta đập lại nhanh chóng thì mình cần phải có cái brick kia trước. Rồi mình sẽ lấy cái mình còn một cái nè, đúng rồi. Ok, mình còn một cái này cũng đúng luôn. Sau đó thì mình inventory cable là không phải nè. Cái này. Cái này. Cái này. Ok, mình phải đập cái đống này ra. Chúng ta mới có đồ chúng ta xài. Ok. Đập cái này thì nó sẽ ra cái gạch đen cộng với cái gạch đỏ. Gạch đỏ thì chúng ta sẽ xây, chúng ta sẽ cần cho sau này. Ok. Cái hạt creeper thì bây giờ mình cần phải đi giết creeper thì giết creeper nó mới có. Sau này mình sẽ gọi là tự động đi kiếm nó và mình sẽ giết nó luôn, khỏi cần phải quay nữa. Tại vì cứ cần nói là các bạn hiểu rồi đúng không? Cái này là hai oven. Phát sao mình nóng rồi. Định phải hết nước nữa. Một lọ. Hai ba bốn. Ok, lên lên lên. Ok, uống vô đi. Phát mày đọc. Nhanh quá vậy. Cái này chúng ta sẽ bỏ bớt hai cái này đi. Đây rồi, cần cái gì nữa? Flute có rồi nè. Ok, đủ rồi. Đầu tiên chúng ta cần có những cái này. Sau đó mình sẽ đập cái này ra, đập cái này ra, sau đó là đặt cái này vô, đặt cái này xuống. Chúng ta dùng cái flute, chúng ta đặt vào đây như thế này thì nó sẽ giúp chúng ta truyền nhanh hơn. Rồi setup cái này đầu ra, xong rồi cho cái này vào. Fuck, chúng ta phải dùng tay không chúng ta mới có thể setup được nha. Holy shit, shit. Đừng đừng đừng, tao chưa có nung xong mà. Ok, thì cái này tạm thời mình đang khóa nó lại nha. Tiếp đến là cái này thì wow, phải nối dây xuống dưới rồi. What? Ủa, ra đây đang ngon mà sao mình nghe có tiếng nhện. Rồi giờ chúng sẽ đặt cái này ở đây. Rồi cái này nằm ở dưới này. Cái này lấy đi. Ủa? Đó, chúng ta sẽ dẫn đi qua hai cái này luôn. Rồi toàn bộ là ngầm hết nha. Để coi nào. Lấy cái này phát nó hút vô trong kia. Giờ chúng ta cần phải có thêm item đất rồi. Item đất mình để nó ở trong cái rương ở trong nhà của mình đó, thì sau này mình sẽ đọc hết cái đống này ra để mình xây một căn nhà mới.
chứ cái đống này mình thấy nó không có đẹp, nó không đẹp luôn. Chúng ta cần đi từ đây đúng không? Rồi cái này ok cái này rồi. Dạ chúng sẽ rút đầu ra. Rồi đầu ra của nó thì bắt trong này có gì không? Không à. Ok cài cái này vô. Rồi cho tay không. Click vào chọn cái này. Chọn cái này. Ok. Giờ chúng ta sẽ lắp bụi lại. Rồi, đó. Rất là gọi là gọn gàng luôn, nó sẽ nằm ở dưới đó. Và bây giờ mình sẽ không cần cái này nữa, sẽ cho nó vào đại một cái rương nào đó đi, quăng cái này ra. Tiếp cái gì đây, quăng cái này vô. Ok cái này lấy bỏ cái flood đất này vô. Thì mình nghĩ lại rồi, mình nên không nên để như thế này đâu. Mình sẽ lấy cần gạt, tại vì nhiều khi bấm vô chậm á là nó sẽ đổ hết nước của mình ra. Khoảng 3 cái cần gạt là đủ nha. Đây. Rồi. Cái cần gạt nữa ở đây. Rồi, cái nữa đằng sau. Cái flood. Rồi. Cần gạt vô. Đẩy ra. Bây giờ mình sẽ coi coi nó như thế nào. Holy shit, nhìn nó nhiều nè các bạn. Mà cái này nó chưa nóng hết đâu nha. Nó còn nóng nữa đó. Giờ mình cần phải làm thêm củi. Cái máy này hình như nó chỉ chấp nhận củi thôi hay sao á. Mình thấy cái block, cái than thường nó không có cháy. Giờ gỗ đem nung bớt. Ok cho vào đây xong rồi cho vào 64 nung đi. Ok giờ chúng ta sẽ phải làm bánh mì ăn thôi, mình có dấu hiệu đói rồi đó. Ok cất bớt cái này vô, cất cái stone cái này vô, cái này qua đây. Đây ok cái này cất ở đây, đây đem nung nè, để cất vào đây. Chính thì mình sẽ cất vào đây, dust thì mình sẽ bỏ vào bên kia nè, này ăn vô bớt miếng nè. Ủa chết cha rồi, còn 80% à. Mình sẽ phải lấy cái này đem ra đây để gọi là nung đồ, có gì cần nung thì mình sẽ nung. Giờ chúng ta sẽ làm cái bánh mì nướng. Bánh mì nướng thì chúng ta sẽ có rice. Đúng rồi. 5. Và chúng ta trộn với cái một cái này. Cái này cho với cái này thì sẽ ra flour. Flour mình cần thêm một cái nữa. Đúng không ta? Không cần hai cái nữa mới đúng. Tại vì cái bình nước của mình nó làm ra được tới 8 lần. Ok. Hai bình. Thật ra thì mình còn 3 bình nằm ở trong kia. Đúng rồi, còn 3 bình nữa. Khai chiến thêm 3 cái nữa. Rồi. Chúng ta sẽ lấy 11. Lấy cái này. Cho cái này vô. Và bùm. Nấu hết đống này lên. Mình sẽ lấy than. Than. Ờ đúng rồi, mình cần phải ráp một cái khối quăng vào trong này.
để cho nó tiếp tục nó duy trì cái này. Ok, đang quay thì nhà mưa, hay lắm. Nhưng mà đừng lo, cái máy mình nó có cách âm rồi, các bạn chỉ nghe tiếng xào xạo tí xíu thôi. Ra thì nó mưa nãy giờ rồi, bây giờ nó mới mưa to lên. Rồi đi lấy bỏ vô đây, rồi nó sẽ tự động nó nung lên thôi. Giờ chúng ta sẽ đi thu hoạch. Thì mình chưa biết làm gì với cái đống rác này cả, cái đồ của nó thì yêu cầu khá là cao, cho nên là cái đống nó thì hơi khó với mình. Về thu hoạch nè, thu hoạch này hình như nó không có tăng cái xịt. Sao mày phá cái giường của tao, chắc tao giết mày luôn, ghê luôn. Mấy con nhện này ghê nha. Ok, nằm ngủ tí, mai sáng thức dậy có đồ ăn ngang rồi. Còn cái nhiệm vụ này thì mình từ từ mình mới làm được. Ok, nhanh nào nhanh nào. Cất cái này vô đây. À đúng rồi, mình cần phải làm thêm cheese và burger. Cheese và butter chứ. Cái này thì cần làm từ pin. Đây. Còn khá là nhiều á. 7. Tiếp nào. Sáu hết nước rồi. Cái này còn có 9 cái rồi. 1 2 3 4 5. Ok. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Cho lên. Dư một stack. Fuck. Rõ ràng là mình đếm đủ mà. Ok, cho tiếp lên, nấu tiếp. Soy meal. Yeah. Rồi, cái butter. Cần có cái sâu pan. Cái này cho với cái này với 8 muối. Ok, butter. Cho với 4 cái ra 12 cái. Cái này cần làm thêm cheese. Ok, cheese thì soy meal. Soy meal. Muối 8. Ủa nhưng mà nó làm với cái gì? Bot. Fuck, mấy con chó bên nhà nó làm gì sủa kinh dị vậy trời. Không biết các bạn có nghe hay không, nhưng mà ồn kinh dị luôn, giữa trưa mà nó... Mình còn ngồi mình không dám la to đây nè. Mình phải kê sát cái mic vô miệng mình. Mà không biết làm gì mà nó sủa kinh dị thiệt chứ. Ok. Có này rồi, bây giờ chúng nó sẽ làm được cái này. Cái này thì mình chưa làm thịt được. Cần có skillet. Ok. 11 cái, bỏ ở đây một cái nè. Rồi. 9. Cái này. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Oh, fuck cái đấy. Méo gì đây? Tự nhiên có người nhắn. Các bạn chờ mình tí, mình nhắn tin vào thằng này cái đã. Ok, tiếp nào. 11 cái, rồi, up thêm. What the. Why? Địt cái gì vậy, đang quay mà. Nó đang.
Ok. 11 cái này ăn vô nào. Ăn hai cái gần đầy. Hay quá. Rồi, giờ chúng ta sẽ chạy qua bên kia đi lấy cái cất bớt đồ vô đó. Cất cái này. Shit, tụi nó đụng tới đâu rồi. Holy fucking god. 188 ingot hả? Ok, hai lò xả thẳng nào. Xả. Xả. Rồi. Quẩy. Cái này vô đây, cái này vô đây. Cái này vô đây. Được 3 stack. Máy này đập chăm chỉ thì chứ. Đập được 3 stack luôn. Cái này vô đây. Này vô đây đi. Rồi. Cái túi nhẹ hẳn luôn. Sẽ cất cái này ở đây để có gì tiện sử dụng. Rồi. Cái này thu hoạch được chi nhỉ? À, mới 50% thôi. Thu hoạch cái này. Cái peanut này nè. Nó không biết thể làm gì. Peanut butter. Xong rồi chúng ta có thể kết hợp với tofu. Cream tofu. Thì cái này là lọc từ cái máy này luôn, nhưng mà sau khi lọc qua cái tàu hũ mềm hay sao á, rồi lọc qua cái tàu hũ này nữa. What the fuck lại nhắn nữa. Ok. Thì là chúng ta có thể làm được cái bánh này. Fucking God. Cái bánh này là lợi lắm luôn á. Thì ra bây giờ mình mới biết á. Ok, chúng ta sẽ làm một ít bánh mì. Thì nước mình có gì nữa. Fuck, đang chơi mà. Để mình kêu nó đừng vì em nữa. Ok, bây giờ là mình cần làm một đống xô như thế này. Chịu hao thiệt đó, nhưng mà sắp đồ ăn ăn rồi. Ok, bây giờ nước với mình thì không khó nữa. Cần vài binh là đủ đi chơi rồi. À, trong lúc mà mình đào cái đống đó thì mình có phát hiện một thành phố ở hướng này. Có lẽ tập sau chúng ta sẽ đi. Cất cái này lên. Nước. 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 Ok, xong. Yes. Rồi, cất cái nước này vô. Cái này thì cần làm với không? Cái nào quên mất tiêu rồi chạy. Mới làm xong quên luôn. Hay vật lờ. Cái floor. Giờ mình cần một ít bột xương để làm floor cái đó. 36. Wow, hai bên nó còn dư ít vậy thôi hả? Phất nó đổ nhanh quá mình không kịp nhìn luôn. Lại binh. Ok. Rồi. Cây này còn 200 mấy ingot, cây clip còn 300 mấy ingot. Hay lắm. Nhiều vật lờ. Ok, sẽ lấy hai stack để mình ngồi mình bấm cái ruộng này lên.
xịt bấm lộn đúng rồi. Thì cứ trung bình sẽ hai cái sẽ được một hai cái bột xương sẽ được một cái lúa, thì mình có thể làm ra được 32 cái lận nếu mà ngồi mình bấm hết trong này. Hình như tiết chụp phải liên tục nó nhanh hơn á. Rồi đúng rồi, 32 cái, và mình thêm 4 cái có sẵn nữa, mình sẽ có 36 cái. Yeah, 36 cái sẽ cộng với cái model sẽ cho ra cái floor pem. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy 36 cái này kết hợp với cái mixing cái này và cái đây. Rồi 36 cái, mình phải lấy một ít than nữa. Rồi block, à không, đừng lấy block, mình nung đâu có tới một block đâu. Cái okay, kệ nó, cứ bỏ quăng hết vào đây. Rồi giờ thức ăn có nhiều quá, giờ mình mới biết cách chế tạo ra đó. Chứ mình cứ tưởng pinet nó không có nhiều công dụng chứ. Rồi chúng ta sẽ lấy cái juicer làm cái đống này. À đúng rồi, mình còn phải lấy thêm pin hết cái này đúng không, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ok. Thu hoạch nào. Cái này, ok. 36 peanut mình sẽ cho vào đây. Bam. Rồi. Cái này chúng ta sẽ kết hợp ra được BB và NJ hả? Chúng ta có thể làm được khá là nhiều loại sandwich. Đây nào. Thì nó gồm có cả sandwich táo, cherry, các kiểu blueberry, kiwi, lemon, lime, mango, orange. Orange. Chúng ta chỉ cần peanut. Ok, mình sẽ tạo khá là nhiều loại đó. Cái orange cherry. Cái này làm từ đường. Ok, có orange sopan. Mình có 36 cái đúng không? Bây giờ mình có táo. Apple, đây nè, mình có táo, mình có orange là hai, và mình có peanut, what, à mình có BB ba, thì bây giờ mình sẽ chia ra làm 12, 12 không được, 12, 24, 36 đúng rồi. Bây giờ mình sẽ làm mỗi cái 12 cái bánh. Ok, 12 cái bánh thì trời, nó chưa xong nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ làm BB and G. Cái này chúng ta cần có grab, đường, juicer và soap pan 36 cái. Ok, 34 là 6. Rồi đường tiếp là soap pan. Cái này cất cái này lên. Cái này chúng ta cần có juicer, cái này và holy shit, có nhiều cơ. Ok bam, mất là hết 36 cái luôn chứ. Ok, kệ nó, cứ để đây đi. Chúng ta làm thêm nào, mình làm được 36 cái mình sẽ làm hết luôn. Cái này chúng ta cần có bánh mì, cutting board, cái vô đây, cái này và
bánh mì. Rồi tiếp đến là chúng ta đầu tiên là có cái táo rồi nè, tiếp đến là có cái nho. Bây giờ chúng ta sẽ làm tới táo, thì nước táo chúng ta cũng làm tương tự, đó là cần tới 12 cái. Rồi cái này cộng với táo 12 trái. Rồi chúng ta sẽ có nhiều chai thế nhỉ, cái này nước táo đây rồi, cái 12 bánh mì. Rồi cho cái này với cái này vào, không phải cái này vào mất à, cutting board đúng, sorry mình nhầm. Ok, 12 cái. Tiếp theo đó là orange. Ok, cái này 12 cái đường. 12 cái. Rồi shit, còn 4 trái à. Ok, không sao. 5 6 7 8 9 10 1 12. Ok. Sao tin nhắn nó cứ tới tóc này. Thu hoạch nè. Rồi, cất vô. 32 trái cam của chúng ta. Holy shit. Sao mày chưa vào được? Sao mày có thể chưa vào được? Tao nhớ tao chặn hết cửa rồi mà. Tức là có một chỗ nào đó còn tối, nó có thể spawn ra được đó các bạn. Ok, thì ra nó mình sẽ đi check lại từng cái một. À, hóa ra là rơi một trái táo ở đây, ô ra một trái cam ở đây. Làm tao đi kiếm. Mấy con zombie nó thấy mình đứng sát cái kia, cái nó vô, nó bù vô kìa. Cutting board, cái này và đặc biệt là 12 ổ bánh mì. Rồi các bạn có thể thấy cái này hồi được tới 4 lần, và chúng ta cứ thay phiên nhau ăn liên tục những cái này, chúng ta sẽ được không đói, không sợ đói luôn. Ok, cho vào. Mình sẽ lấy thấy này là mình ăn. Thì mỗi cái mình sẽ ăn 4 lần. Đó, chúng ta cứ thay phiên nhau ăn liên tục như thế. Rồi. Xong. Bây giờ là hồi đầy tao không nói rồi đúng không? Giờ tao sẽ ăn cái này. Cho cái chi sò này vào. Cho cái này vô. Cho cái này vô. Rồi cho đây hai cái này, sau đó là cho bò lên. Rồi nghĩa vào cái này. Ok, quăng cái này ra. Giờ cái này như thế nào? Mày lại thiếu chứ. Đâu, bây giờ tao đại gia rồi, tao không có sợ mấy này thiếu được. Rồi họ đi ngủ. Không ngủ được, zombie đứng gần. Các bạn nhìn nó bu mình ở ngoài kìa. Holy shit, buông kinh dị thiệt chứ. Ok, làm một giấc nào.
quá. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã không còn lo thiếu thức ăn nữa. Ok, giờ cái peak power này mình chưa có làm được, bỏ qua. Sẽ làm cái Inva plan mấy cái nhiệm vụ này. Ok, đầu tiên là Inva plan. Inva plan what, thiếu chữ L. Ok, cái này thì chúng ta cần có pulverize iron, hai cái iron và Ferris motor. Đập cái này với tỷ lệ là 10% á hả? What the? Cái này phải giả bụi ra mới được. Fucking bullshit. Giờ mình còn bụi không? Rất tiếc là mình đã nung hết rồi. Khá là nhiều và cũng khá là ngon. Xem cái đường nào của mình nào. Phê loại với cái đống silver iron này, thấy cái gì mà trả được nó. Ok, mình cần phải giết thêm con zombie. Nó có cái gì mà chết kìa. Mày là con ender hả? Yeah, ngon. Lại ender nữa nè. Ok, mình sẽ chạy vòng vòng để mình kiếm thử là có gì ngon không nè. Tại nãy zombie nó chết ngoài này nhiều lắm rồi. Sao toàn ender không vậy? Creeper đâu? Creeper seed, creeper, creeper seed, creeper seed, nó nằm ở đâu? Tao thấy có mấy con creeper đứng ngoài này mà. Sao bây giờ lại không có cái gì hết đi? Shit, có nhà anh kìa. Mày. Ok, thì mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Xin chào mọi người trong phần sau của Minecraft Crash Landing. Và ở tập sau thì chúng ta sẽ xây một số thứ gì đó, mình cũng chưa biết nữa. Mọi người nhớ đón chờ tập sau nha. Ok, bye bye.